Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Trọn vẹn thời lượng ngày hôm nay Hot News với Thanh Tùng là diễn biến mới nhất liên quan tới chuyến bộ hành của sư Thích Minh Tuệ cùng với một số các nhà sư khác trên lãnh thổ của đất Lào. Do vậy thì sư Minh Tuệ đã bắt đầu rời khỏi Việt Nam và bắt đầu cho hành trình đi về đất Phật Ấn Độ như tâm nguyện của Ngài. Và như quý vị đã biết, ngày hôm qua 12 tháng 12, sư Minh Tuệ cùng với các sư huynh đệ đã làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh vào nước Lào. Cả phái đoàn là hiện đang ở trên đất Lào và trải qua đêm đầu tiên ở đất Lào ra sao. Hình ảnh của sư Minh Tuệ cùng với các sư huynh đệ bộ hành khất thực trên đất Lào diễn ra như thế nào? Và quan trọng quý vị, ai là người đang dẫn đoàn bộ hành đi khất thực và hướng về phía đất Phật của phái đoàn sư Minh Tuệ? Chúng tôi sẽ trình bày với quý vị họ là ai, đường đi của sư Minh Tuệ như thế nào để có thể đến được đất Phật Ấn Độ. Tuy nhiên trước hết, sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đây là một vài mẹo nhỏ để ghi nhớ cho buổi tiệc sắp tới của quý vị. Các vật dụng như khay đựng thức ăn bằng nhôm và lọ thủy tinh có thể tái chế nhưng cần phải vét sạch. Chỉ cần đổ hết thức ăn và chất lỏng ra khỏi đồ tái chế, sau đó dùng một cái thìa để rút hết toàn bộ và vét sạch. Nếu quý vị có thể lật ngược đồ tái chế mà không bị đổ thức ăn hoặc chất lỏng ra ngoài thì đã sẵn sàng để tái chế. Nếu quý vị bối rối về việc tái chế, chúng tôi ở đây để giúp. Truy cập sanjosetaiche.org để tìm hiểu thông tin về việc phân loại rác thải. Ta về nhớ Huế mộng mơ, nhớ tô bún Huế ra liền sông Hương, mênh mang thổn thức cồn cào, gọi liền bánh nậm, ít ram, bánh bèo. Quý bà con ở Cali hay bất cứ nơi đâu muốn cảm nhận hương vị quê hương qua tô bún bò Huế đậm tình miền Trung, xin mời đến với bún bò Huế sông Hương, một địa chỉ đáng tin cậy, nơi phục vụ các món ăn đặc sản miền Trung chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị. Bún bò Huế sông Hương tọa lạc tại 929 Story Road, suite 2018 San Jose, trong khu Việt Nam Town, bên hông Walmart, điện thoại 408-549-3195. Đặc biệt, chúng tôi đang có chương trình promotion phở chỉ có 12 đồng 99, bún bò Huế 15 đồng 95. Bún bò Huế sông Hương trân trọng kính mời. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. Thưa quý vị, như vậy thì vào rạng sáng của hôm thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024, sư Minh Tuệ đã du hành sang nước Lào để thực hiện cuộc hành hương bộ hành sang đất Phật và dự kiến đảnh lễ 4 thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ. Sư Minh Tuệ hôm qua đã vào nước Lào rồi nha quý vị, và làm thủ tục giấy tờ nhập cảnh sau khi qua cửa ngõ biên giới Bờ Y thuộc tỉnh Kon Tum, là biên giới giữa Lào và Việt Nam. Trong đoàn làm thủ tục cùng với sư Minh Tuệ, theo các video trên YouTube, còn có tiến sĩ Đoàn Văn Báo và anh Lê Khả Giáp, là hai người có kinh nghiệm bộ hành ở các nước ASEAN, là các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á. Dự kiến thì sư Minh Tuệ sẽ bộ hành khất thực qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và có thể cả Bangladesh rồi mới vào Ấn Độ. Sau khi hành hương 4 thánh tích thì sư Minh Tuệ dự kiến sẽ về chân núi Hy Mã Lạp Sơn để thiền định vài năm. Thưa quý vị, như vậy, quan trọng là ai là những người dẫn đoàn? Trong thông báo viết tay và trả lời các YouTuber, sư Minh Tuệ cho biết muốn đi đến đất nước Ấn Độ. Đây là nơi mà có 4 thánh tích về Đức Phật, tập học về tri ân Đức Phật và cầu cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc. Sư Minh Tuệ đã có nói, trừ trường hợp qua sông phải đi thuyền, còn lại sư Minh Tuệ muốn tự mình đi và không ảnh hưởng đến ai, không cần ai ủng hộ tiền bạc và phương tiện. Sư Minh Tuệ không kêu gọi ai đồng hành, nhưng không cấm cản người có nguyện vọng đi theo. Tuy nhiên, sư Minh Tuệ lưu ý là nếu số người tham gia quá đông thì phải chia thành nhiều nhóm nhỏ và phải tổ chức sắp xếp khoảng cách bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của vùng đất đi qua,
Sư Minh Tuệ chỉ cần sự hỗ trợ duy nhất là hướng dẫn làm thủ tục giấy tờ và chỉ đường đi. Và như chúng tôi vừa thưa, hai người dẫn đoàn lần này đó là tiến sĩ Đoàn Văn Báu và anh Lê Khả Giáp. Vậy Đoàn Văn Báu là ai? Đoàn Văn Báu là tiến sĩ dưới chế độ Cộng sản, là thượng tá an ninh của Cộng sản nha quý vị. Đây là thượng tá an ninh của Cộng sản và là giảng viên trường Đại học An ninh Nhân dân. Thì Đoàn Văn Báu bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Sư Minh Tuệ trong lĩnh vực này trên Facebook cá nhân. Đoàn Văn Báu đến Gia Lai gặp trực tiếp trao đổi với Sư Minh Tuệ. Và Sư Minh Tuệ đồng ý ủy thác cho Đoàn Văn Báu giúp đỡ thủ tục vô điều kiện. Sư Minh Tuệ cũng khẳng định sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi sự việc xảy ra trên đường đi mà không phiền trách một ai. Đó, bây giờ mình biết người dẫn đoàn cho Sư Minh Tuệ lần này không phải dạng vừa đâu nha quý vị. Nên quý vị sẽ không ngạc nhiên khi thấy đường đi của Sư Minh Tuệ lần này là được sắp xếp khất thực ở đâu, ngủ ở đâu, đêm đầu tiên tới có chỗ ngủ đàng hoàng, chỗ ngủ có nhà vệ sinh đàng hoàng, được bảo vệ đàng hoàng luôn thưa quý vị. Bên cạnh Đoàn Văn Báu thì có một nhân vật nữa được gọi tên là Lê Khả Giáp. Lê Khả Giáp là một thanh niên, người rất thường thực hiện các chuyến đi ngang qua một số quốc gia vùng Đông Nam Á, kể cả tại Ấn Độ. Anh Lê Khả Giáp này thì đã đi khoảng 13 quốc gia tại vùng Đông Nam Á. Anh đi một mình, tự làm clip, quay lại rồi bỏ lên trên Facebook cũng như là YouTube. Cho nên anh có nhiều kinh nghiệm với các quốc gia Đông Nam Á và cũng sẵn sàng hỗ trợ Sư Minh Tuệ thực hiện cho chuyến đi, hành trình về đất Phật. Nào, bây giờ thì anh Lê Khả Giáp này là ai? Thanh Tùng mời quý vị theo dõi đoạn clip do chính anh quay lại ở ngay cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Lào cùng với Sư Minh Tuệ và các sư huynh đệ khác sau đây. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với hành trình của mình đi cùng Sư Minh Tuệ từ sang Ấn Độ nha các bạn nhé. Thì hiện nay mình đang ở trong cửa khẩu Lào đây. Thì nếu mà các bạn xem tập trước thì cũng biết là cửa khẩu Lào này thì người ta đang bị kiểu như là bị cắt điện ấy. Nên là tất cả sư và mình và cũng như anh Báu là hiện nay vẫn đang ở trong cửa khẩu Lào này các bạn. Thì hiện nay là trời cũng khá là sẩm tối rồi. Và bây giờ mình đang rất là lo lắng là liệu tối nay là sẽ cố gắng đi được thêm một đoạn để gần nhà dân không. Tại vì cửa khẩu này thì đi từ đây về chỗ nhà dân là tầm khoảng 13 cây các bạn ạ. Và từ 13 cây đấy thì có một ngôi làng nhỏ nhỏ. Và nếu mà đi cố gắng trong đêm nay một chút thì ngày mai thì có thể là đến làng và khất thực. Rồi sau đó là đi tầm khoảng 40 cây nữa các bạn nhé. 40 cây nữa là coi như là không có nhà dân luôn ấy. Thì trong tập hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn hành những bước chân đầu tiên của mình cũng như là các sư cũng như anh Báu ở trong đoàn. Đây. Đem sạc dạ, không, thầy tặng lại. À dạ. Thầy tặng lại. Có hai cái. À, cái này được. Vâng, tôi có hai cái. Vâng. Một cái này không xài lâu hơn. Vâng. Cái này dễ hơn. Có cái của thầy rồi. Cái bên nhé. Tấm pin năng lượng mặt trời. Sư phụ cái đèn thế? Không có cái đèn. Vâng. Vâng. Để con đổi đổi cho nè. Đổi cho cái đèn. Vâng. Cái to đi không? Mang nổi. Vì con nghĩ là nó sợ mặt trời. Nhưng mà không nghĩ nó nặng thế. Cả vì đặt về nó cầm nó nặng thì con ngồi nữa rồi. Vâng, nghe chị cần biết nó đông hơn. Vâng, đi cảm giác rồi ngay nhưng mà phải phát tâm tu hành chứ còn về Phật tử bình thường thì thôi không nó không đổi tại vì người cư sĩ hay là người tại gia không lấy cái này làm gì nhưng mà để cho người tu thì tốt. Dạ. Để
gieo duyên, một cái người mà phát tâm như thế thì mình nên tạo điều kiện cho hết. Ai mà phát tâm mà muốn tu hành thì mình sẽ tặng và mình đổi. Vâng, thưa quý thính giả, đó là một đoạn clip mà anh Lê Khả Giáp cho phổ biến trên trang Facebook và YouTube của mình. Đây là hình ảnh của sư Minh Tuệ cùng với các sư huynh đệ đang chuẩn bị để làm thủ tục nhập cảnh vào đất Lào, bắt đầu cho chuyến hành trình về đất Phật. Và quý vị thấy không chỉ một mình sư Minh Tuệ mà còn có thêm khoảng 5 vị sư khác cùng đi theo cho sư Minh Tuệ, tổng cộng là 6 vị sư. Cùng với người dẫn đoàn là tiến sĩ Đoàn Văn Báo và anh Lê Khả Giáp. Những gì xảy ra ở ngày đầu tiên trên đất Lào, Thanh Tùng mời quý vị cùng theo dõi sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào đất Lào, chuyện gì xảy ra? Chuyến hành trình trong đêm đã diễn ra như thế nào? Và đêm đầu tiên nghỉ chân lại trên đất Lào có sư Minh Tuệ cùng với 5 vị sư khác đã diễn ra ra sao? Thanh Tùng sẽ mời quý vị cùng theo dõi. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi, dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Vâng, thưa quý vị, ở phần đầu Thanh Tùng vừa mời quý vị xem Lê Khả Giáp là ai, rồi hành trình đã bắt đầu như thế nào ngay tại cửa khẩu biên giới ở Kon Tum và Lào. Còn bây giờ là sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào đất Lào rồi, thì đoàn bộ hành khất thực gồm có sư Minh Tuệ và 5 vị sư khác, trong đó có một số vị sư rất là trẻ, tức là tổng cộng phái đoàn gồm có 6 vị sư, kể cả sư Minh Tuệ. Người dẫn đầu là tiến sĩ Đoàn Văn Báu, là thượng tá an ninh của Cộng sản. Và người chỉ đường và cũng là người quay phim, quay clip lại là anh Lê Khả Giáp, người đã từng đi du lịch bộ hành qua 13 quốc gia ở vùng Đông Nam Á. Bây giờ thì mời quý vị bắt đầu theo dõi những bước đi, được xem là những bước chân đầu tiên của đoàn bộ hành về đất Phật của sư Minh Tuệ trên đất Lào. Những hành trình bước chân đầu tiên của các sư ở bên đất Lào đấy các bạn nhé. Đi những bước chân đầu tiên thì đi giữa trời tối, rất là tối các bạn ạ. Các bạn nhìn những cái nhà ở đây thôi, nhưng mà đi một lát nữa là rừng núi không à. Thì bên Lào người ta rất là vắng dân ở đây. Đó là một đoạn trong hành trình, những bước chân đầu tiên của sư Minh Tuệ trên đất Lào.
Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi cái đoạn mà sư Minh Tuệ cùng với một số các sư huynh đệ khác khi mà tới được cái căn nhà hoang vào đêm đầu tiên khi mà cả phái đoàn đến được ở trên đất Lào. Đây là một căn nhà hoang mà đã được một người Việt Nam đã sinh sống ở Lào hướng dẫn cho đoàn đến nơi. Quý vị thấy căn nhà hoang này rất là khang trang nha quý vị, sạch sẽ nha quý vị, có đốt lửa và có cả nhà vệ sinh. Đây, hình ảnh của phái đoàn sư Minh Tuệ đêm đầu tiên ở Lào. Chỗ này chỗ ngày xưa họ đốt than đó. Vừa nay mới bộ thờ hành ngày đầu tiên. Thầy ngồi chỗ này. Thầy ngồi chỗ này nhé. Có chiếu rồi, có rằn để trải chiếu rồi. Không. Thầy ngồi chỗ này đi, thầy được rồi. Vâng, đây. Cậu khỏa nha. Ngô Sanh ngồi tối Ngô Sanh chỗ này được thầy. Vâng. Cho con chỗ này ngồi đâu? Ta được. Rồi chân trí được chỗ này thì hay quá. Có ngồi đây không này? Bên này. Ngô Sanh ngồi đây nhé. Vâng. Giờ đây cấn không ngồi. Được. Tập đi. Tập cho ngồi đó cho nó quen. Không còn. Ống nước. Sao ngày xưa rồi. Dân thưa quý vị, đó là một vài hình ảnh có thể thấy đêm đầu tiên của đoàn bộ hành sư Minh Tuệ nghỉ lại một căn nhà hoang trên đất Lào. Thì trong cái đêm này đó, thì không biết làm sao mà dân chúng người Việt mình sống trên đất Lào, tức là Việt Kiều á, Việt Kiều mà sống ở đất Lào á, họ nghe được thông tin, họ chạy tới giữa đêm, họ xin được gặp sư Minh Tuệ. Thì dĩ nhiên rằng là những người bảo vệ cho sư không để cho dân chúng họ làm phiền cái giấc nghỉ dọc ban đêm của các sư, nên không cho phép. Nhưng dân chúng có rất nhiều người bảo là tôi chỉ muốn vào tôi dòm mặt của ổng thôi mà sao không cho. Thì thưa quý vị, đêm đầu tiên mà dân chúng đã biết và xin đi theo rồi. Còn bây giờ cho Thanh Tùng được mời quý vị cùng tìm hiểu về Đoàn Văn Báu. Thế thì Đoàn Văn Báu là ai mà lần này lại là người dẫn đoàn cho sư Minh Tuệ? Đây là Đoàn Văn Báu nha quý vị. Con đã lo mọi cái thủ tục về hộ chiếu này, yeah, rồi visa này, rồi con cũng đi khảo sát các cái cung đường và liên hệ với các cái cơ quan chức năng ở sở tại xong hết rồi. Yeah. Tức là điều kiện để thầy đi bộ hành ở Ấn Độ là bất kỳ lúc nào rồi. Thì con cũng xin ý kiến thầy là ngày mai thầy có thể đi được không? Ngày mai tức là ngày mấy nhỉ, chị Lâm nhỉ? Ngày 12 tháng 12. Từ sáng ngày 12 khoảng 9 giờ thôi nhỉ? Vâng, trong ngày 12 thì nếu mà... Trong ngày 12. Anh Báu đã làm mọi thủ tục hộ chiếu, căn cước công dân với lệ visa với lệ khảo sát con đường rồi. Dạ. Thì đúng giờ rồi thì lên mình cứ đi thôi. Không, nhưng mà đi. Con chỉ chờ thầy ở cửa khẩu để con làm thủ tục cho thầy. Vâng, anh Báu thì cái chuyến đi bộ hành này thì con cũng nói với mọi người là cái này là tự con đi. Dạ. Không phải là anh Báu đem con đi hay là cái gì hết á. Tự con tự nguyện đi. Dạ. Bộ hành sang Ấn Độ. Nhưng bây giờ cái tình hình mọi người đi đông tụ tập an ninh trật tự khó khăn phức tạp thì lên cửa khẩu. Dạ. Rồi đi thì anh Báu mà tự nguyện mình hay là tự cái thì biết được. Con không phải kêu gọi anh Báu, yeah, cũng không có đủ rê hay là làm gì đấy. Anh Báu mà thấy đủ sức khỏe hay là tự nguyện hay có điều kiện hay cái gì, con này cũng không có lương để trả. Yeah. Ai làm á, thì tự mình hay là có chuyện gì xảy ra trên đường á, thì anh Báu cũng vui vẻ. Cái yeah, con này cũng không muốn liên lụy tới ai. Yeah. Thì biết được như thế thì nhờ anh Báu làm cái, lấy cái hộ chiếu, yeah, với cái thủ tục chỉ đường con qua cửa khẩu cái là rồi để tự con đi. Còn trên đường mà anh Báu muốn đi theo thì tự anh Báu, không muốn đi theo thì anh Báu về. Cái đó là quyền dạ, dạ, giúp đỡ được như thế nào thì con rất là cảm kích. Dạ. Nếu mà không có anh Báu giúp đỡ thì có người khác. Dạ. Dạ, nhưng mà con cũng hoan hỉ. Bất kỳ ai mà đã có anh Báu rồi thì một người anh Báu thôi chứ lại đông nữa cũng không được. Dạ. Chỗ nào được thì con cũng vui vẻ. Anh Báu làm xong thủ tục giấy tờ. Thưa quý thính giả, đó là đoạn mà tiến sĩ Đoàn Văn Báu tới gặp sư Minh Tuệ ngay tại Gia Lai và bàn về việc thực hiện chuyến bộ hành về đất Phật
giúp cho sư Minh Tuệ. Và bây giờ thưa quý vị đã biết Đoàn Văn Báu là ai, mặt mũi ra sao. Còn đây, trước khi chia tay với quý vị, Thanh Tùng mời quý vị nghe những lời giã từ của sư Minh Tuệ khi bắt đầu rời khỏi Việt Nam và bước chân vào đất Lào. Không có nhắn nhủ gì đâu. Gia đình với bố mẹ với anh chị em ruột thì đều là cha mẹ cả, đều là anh em bà con cả, ai cũng được hạnh phúc, đều vui vẻ. Cha mẹ cũng thế mà những người khác cũng thế. Tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều an lạc. Được chưa? Rồi. Rồi, tạm biệt mọi người. A Di Đà Phật, mọi người hạnh phúc. Rồi, thầy chào mình đi. Thầy, cứ thẳng đường này tiễn thôi. Đi ạ. Vâng, thưa quý thính giả, và như vậy xin được nhắc lại, sư Minh Tuệ cùng với 5 vị sư khác đã bắt đầu cho hành trình về đất Phật và hiện đang ở trên lãnh thổ của nước Lào. Dự trù đó là phái đoàn sẽ đi qua nhiều quốc gia khác nhau và đến với các thánh tích chính ở Ấn Độ của Đức Phật, đó bao gồm nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ, nếu có gì hỏi để đi đến được 4 nơi mà sư Minh Tuệ mong muốn đó, thì đoạn đường nó sẽ dài khoảng bao nhiêu? Cũng khó nói, nhưng nếu mà mình sử dụng GPI đó có gì? Thì mình dùng cái trí tuệ nhân tạo ha, thử, thì đoạn đường này có thể lên tới khoảng 1.770 dặm, tương đương với 2.850 km. Và nếu như một người đi bộ trung bình đi khoảng 20-30 km mỗi ngày nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, tính toán sơ bộ thời gian đi bộ là khoảng 114 ngày. Nếu không có gì trục trặc xảy ra. Như vậy, Việt Nam chúng ta đã có một đường Huyền Tăng thực hiện đi về đất Phật. Nếu mà đường Huyền Tăng về đất Phật thỉnh kinh, thì chúng ta có sư Minh Tuệ hành trình về thánh tích của đất Phật là để mang lại thông điệp yêu thương, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng tôi tiếp tục theo dõi phần tin này và có gì mới sẽ kể cho bà con mình nghe. Chúc quý vị cuối tuần an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp quý vị Hot News với Thanh Tùng vào tuần tới.